Dạ, hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Xe Cũ Sài Gòn của em. Hôm nay em sẽ review cho các anh chị những chiếc xe bán tải hiện tại đang có bên em. Bữa giờ bán tải bên em là xe đầu về là bán xe đó. Hôm bữa em có một chiếc Ford Ranger XLS số tự động một cầu đời 2020 và xe đó để theo anh chủ, một anh chủ mới lên đường. Và cái giá xe em bán nó các anh chị là 660 triệu nha. Anh chị muốn lên một cái là chồng tiền đủ lấy xe luôn. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục review cho các anh chị những chiếc xe Ford Ranger XLS nha. Nhưng mà đây là có hai phiên bản khác nhau. Phiên bản này phiên bản số tự động, phiên bản này số sàn. Thì bây giờ em sẽ vô chi tiết từng xe nha. Mỗi xe sẽ có một video clip riêng. Dạ, cho nên là hôm nay em sẽ quay cho các anh chị chiếc xe này. Đó là chiếc Ford Ranger XLS số tự động, số sàn một cầu nha các anh chị nha, số sàn một cầu. Các anh chị nhìn thấy chiếc xe này rất là đẹp đúng không ạ? Tại vì anh chủ anh có lên đồ chơi sơ cho chiếc xe này. Dạ, và đây là xe đời 2017 nha các anh chị nha, 2017. Đây em sẽ quay một vòng sơ cho các anh chị xem. Chiếc xe này cực đẹp luôn. Cái tem này anh dán thôi nha các anh chị nha. Xe đã được trang bị là khung thể thao, nắp thùng hấp ha. Để em dùng một tay em mở không được. Xe có màn hình. Dạ, xe có màn hình, có camera lùi ha. Cái biển số như thế này thì các anh chị đừng lo nha. Khi chuyển dùng về Sài Gòn thì cũng chỉ tốn rất là ít tiền, chứ không mất 20 triệu như là những chiếc xe du lịch nha. Dạ, xe đã được ốp đèn phía sau. Có ốp bên viền xe. Bánh xe các anh chị thấy là bánh mâm, các ảnh cũng hay luôn. Dạ, nhìn nó rất là ngầu ha. Chiếc xe này, để em mở cái nắp thùng lên cho các anh chị xem. Ở đây ha, đây là phần thùng xe. Cái này làm khách, nói chung là nhu cầu sử dụng thùng á là của mỗi cá nhân, là họ sử dụng để vào mục đích gì, thùng cao, thùng thấp, thùng kéo ha, thì cái đó thì theo nhu cầu sử dụng cá nhân thôi. Dạ, cái mình không thích thùng thì mình có thể tháo ra nha các anh chị nha. Để em xem cái phần bánh sơ cua. Cái bánh mâm này là anh sơn đen ấy, các anh chị. Đây ha, bánh sơ cua. Đây phần gầm xe. Còn rất là ok, rất là đẹp luôn nha các anh chị nha. Cái xe giá này cũng rẻ, không có mắc đâu các anh chị. Để em coi phần nội thất đã có trang bị gì chưa. À, ảnh đã làm ghế da, bọc trần, lót sàn. Nó những chiếc Ford Ranger mà có dán cái này cho em thích, nhìn thích ghê, nhìn nó rất là mạnh mẽ luôn. Ghế thì là ghế chỉnh cơ nha các anh chị nha. Ô đô xe là 77.000. Đây màn hình đây ạ. Đây là chỉnh cơ nha các anh chị nha. Chỉnh cơ. Số sàn 6 cấp ha. Có màn hình. Xe bên em thì cũng là xe của hãng Ford, cho nên khi các anh chị mua xe bên em thì các anh chị cứ yên tâm về chất lượng xe nha. Bên em thì cam kết các anh chị là không đâm đụng hợp nước, bao các anh chị đi chính hãng luôn. Dạ, và những chiếc xe bên em bán ra thì các anh chị cứ yên tâm về đầu vô, tụi em kiểm tra cực kỳ chặt chẽ nha. Đây nó có một phần xước nhỏ ở đây ha, thì xe qua sử dụng mà thì chày xước là chắc chắn sẽ có, nhưng mà cam kết là không đụng vô xương nha các anh chị nha, không ngập nước, không đụng vô xương nha. Cái này máy móc em chịu. Về phần máy móc thì em chỉ quay sơ cho các anh chị ở xa ha, để các anh chị có thể nhận thấy thấy được cái bộ phận phần máy ha, phần hầm máy như thế nào, rồi mình quyết định là có lên mua xe hay không nha.
Video clip thì em quay cực kỹ, nhưng mà tốt nhất là các anh chị khi đi mua xe qua sử dụng thì em khuyên các anh chị là nên xem trực tiếp chiếc xe ha, mình muốn sử dụng là như thế nào, có đúng như những lời mà tụi em quảng cáo hay không. Tại vì mua xe qua sử dụng, xe mới thì mình không cần coi, nhưng mà xe qua sử dụng chắc chắn là mình phải coi ha, để cho an tâm hơn. Thì cái giá của chiếc Ford Ranger XLS số sàn một cầu đời 2017 này với cái giá là tầm khoảng 530 quay đầu. Thì các anh chị nào đang có nhà ý quan tâm về dòng xe số sàn bán tải thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902 600 126 nha các anh chị nha. Các anh chị bấm like và đăng ký kênh của em, vì sắp tới đây em sẽ liên tục về những chiếc xe bán tải cực kỳ đẹp và giá là phải chăng cho các anh chị nha. Các anh chị nào đang muốn bán xe hoặc muốn cấp đổi xe cũng có thể liên hệ với em luôn ha, em sẽ tư vấn kỹ cho các anh chị nhé. Và cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.